Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm món canh chua cá căng. Hôm nay mình vừa đi chợ về, nguyên liệu của mình là một con cá căng biển được làm sạch, rửa sạch bằng nước muối, làm sạch đang để tháo nước. Hai nữa là nguyên liệu tiếp theo là giá, chọn giá ngon đấy, giá nhà họ tự làm đấy, cà chua đấy. Rau này là rau ngổ, quay kỹ cho không được, mỗi vùng miền nó có tên gọi khác nhau. Rau này là rau ngổ. Nguyên liệu tiếp theo là một dứa, đừng xanh quá nó cũng chua, vừa chín vừa tới nó sẽ hơi ngọt ngọt, chua chua ngọt ngọt là dứa. Nguyên liệu tiếp theo là dọc mùng, có nơi gọi cây bạc hà đấy, mình gọi cây dọc mùng. Và cuối cùng nữa là hành lá. Đó là tất cả nguyên liệu gồm để nấu món canh chua cá căng. Bây giờ mình chuẩn bị khâu là làm sạch các nguyên liệu để từng bước vào chế biến món canh chua. Đầu tiên mình sẽ làm bóc hành nhé, bóc hành tím. Xong rồi mình rửa từng nguyên liệu một, và mình sẽ quay từng giai đoạn chế biến và cách làm sạch từng nguyên liệu đây để các bạn biết cách chi tiết làm sạch từng các nguyên liệu. Cá thì rất đơn giản thôi, nên các bạn chỉ rửa bằng nước muối qua nhiều lần cho các bạn để ráo cá mình làm sạch. Riêng cây dọc mùng này thì các bạn tước cái vỏ ngoài đi, lấy ở trong đi. Phần gốc cây dọc mùng. Đấy, các bạn phải tước sạch bằng cái vỏ, cái lớp xanh vỏ ngoài đi, cái đó mình không ăn được, ăn được cây xong. Cách làm sạch các nguyên liệu, cách chế biến nguyên liệu. Cây dọc mùng có vùng thì gọi là cây bạc hà đấy các mọi người. Làm rau ngổ các bạn chỉ lấy phần ngọn đó, phần gốc vỏ đi, nó già nấu vào ăn nó không ngon, lấy phần ngọn này nó mềm hơn, nó thơm. Theo làm sạch nguyên liệu và dọc mùng, cái tên gọi khác gọi là bạc hà đấy.
phải chỉ còn mình lột hết cái da xanh của nó thôi, đây là mình quay gần lại cho mọi người xem hết cái ngoài không ăn được. Và mọi người để ý nhé, cây dọc mùng hoặc cây bạc hà có hai loại, một loại là lõi màu trắng, một loại lõi màu đỏ. Mọi người cẩn thận không mà chọn vào cái mà lõi màu trắng thì như màu trắng thì nó sẽ ngứa, có một loại ăn rất là ngứa, còn một loại là ăn nó không ngứa nhé. Các bạn đi chợ các bạn nhớ để ý và hỏi các người bán rau, người ta hay dạy hướng cho. Sau khi đã được rửa sạch các nguyên liệu thì bây giờ mình đưa vào để thái để chế biến món canh chua cá căng nhé. Đây là dọc mùng đã được làm sạch. Các bạn nhớ là lúc mình cắt dọc mùng mình cắt xéo như này để cho dọc mùng nó mỏng, nó nhanh chín và nó dễ ngấm hơn. Chứ các bạn mà cắt ngang thì nó sẽ dày, nấu nó khó, nó lâu chín. Vì cái món dọc mùng này là mình bỏ sau cùng khi canh và cả gia vị mình cho vào rồi thì dọc mùng mới cho vào. Các bạn nhớ cắt đấy, nó xéo như này. Đây là hành lá và rau ngổ đã được thái nhỏ ra, trộn đều vào nhau, tí nữa mình bỏ vào món canh chua. Đấy, người quan sát đấy, trong ngổ này mình đã làm sạch sửa mình thái ra, còn đây là hành lá mình đã trộn đều vào nhau. Tiên là chúng ta bỏ mỡ vào trong nồi sôi mỡ xong, chúng ta bỏ hành, chúng ta đảo, khi nào hành nó vàng đều trong nước thơm thì chúng ta thì các bước tiếp theo thấy mùi thơm của hành đấy. Thì bây giờ mình cho cái chua vào, mắm vào để cho cà chua nó nhanh mềm. Một miếng bột canh, đường, một muỗng cà phê đường đều, để khi nào cà chua nó ngấm thì chúng ta cho dứa vào. Bây giờ cà chua cũng đã chín rồi, giờ mình cho dứa vào. Nhớ các bạn nhớ là dứa mình băm nhỏ ra nhé, đừng có để cảm biếng thì nó đã ngấm đều, nước dứa nó ra nó dễ nấu, nó nhanh chín hơn.
ngọt hơn, chứ còn mình cắt cả miếng thì nó không tận dụng được tất cả các chất của quả dứa. Giờ mình để cho nó dứa nó mềm ra. Sau tầm 1-2 phút thì mình thấy dứa nó cũng nhũn ra mềm ra rồi. Giờ mình cho cá căng vào. Cá đã được làm sạch và mình để ráo nước. Giờ mình cho cá vào để kho ít cho nó ngấm cái gia vị của nước mắm mình chín muối và hương vị của cà chua với dứa nó quyện đều vào trong cá. Lúc đó thì mình mới cho nước vào và cho nguyên liệu của món giấm chấm cá căng vào. Thế nó hơi ít nước thì cho ít nước sôi để nguội. Để cho ít nước sôi để nguội vào. Đấy, để cho nó ngấm ngấm đều vào cái cá, cá vừa chín và vừa ngấm các gia vị vào cá. Khi mà các bạn đổ nước vào nấu luôn thì nó sẽ cá nó không ngấm gia vị. Mình sẽ đi trong vòng tầm khoảng 5 phút cho cá vừa chín và ngấm đều vào con cá rồi mình mới cho nước vào. Thằng ăn lửa vừa như thế này sôi quá, khi nào nước nó sôi sôi nè, đấy nó sôi thế thì chúng ta hàm lửa nhỏ lại. Đây là bước đầu để mình nấu món canh chua cá căng. Bây giờ cá đã sôi rồi mình cho thêm nước sôi vào. Nước các bạn nhớ là nước sôi nhé, mình cho vào. Giờ cá nó chín rồi, nó ngấm đều gia vị vào, các bạn cho nước sôi vào để canh giấm canh chua. Nhớ lưu ý là các bạn cho vừa phải cái lượng mắm muối vị chín của mình, không thì nó sẽ loãng, nó sẽ mất. Đây là món canh chua cá căng. Cá căng này nấu giấm rất là ngon. Các bạn có thể nấu các cá khác như cá miệt cũng được, cá đầm rìa hay là cá đuối nấu giấm, mình cũng hay nấu cá đuối. Hôm nay mình nấu cá căng. Mình sẽ để cho nó sôi trong vòng 5 phút. Cho cái nước dứa và cà chua và các gia vị nó đều đậm đà hơn và nó ngấm vào trong cá kỹ hơn. Canh đã sôi được trong 5 phút rồi, bây giờ mình cho rọc mùng vào mọi người. Bây giờ tiếp theo mình cho rau ngổ và hành tươi, bởi vì rau ngổ nó ăn sống nó không tốt nên mình sẽ cho vào trước để cho nó chín. Đều lên. Mình nấu nó hơi đầy thì cá bỏ vào đây nó chiếm một diện tích lớn. Giờ nó bắt đầu thơm mùi rau ngổ rồi mùi cà chua dứa rất là thơm, ngon quá. Canh chua đây. Đợi tầm khoảng 2-3 phút để cho đậu mục nó ngấm vào, nó chín thì mình bắt đầu bỏ giá vào. Đó, cuối cùng nó sẽ hoàn thành bát canh chua cá căng của mình. Nguyên liệu đơn giản, dễ mua, dễ nấu ở chợ, bán sẵn rất là nhiều. Đây là món canh gia đình. Tiếp theo mình cho muống giá vào. Giờ mình cho nó ngấm. Mùi canh sắp chín là rất là thơm. Mùi thơm thơm ở dứa, cà chua, rau ngổ. Các gia vị khác giờ nó bay hơi lên rất là thơm mọi người ạ. Tí nữa mình sẽ múc thử cho bác bạn thử xem. Còn mình sẽ mô tả video ở dưới và đi rõ công thức và những nguyên liệu nào để trong món canh chua này. Mà những ai mà chưa hiểu có thể comment ở dưới video, mình sẽ trả lời cụ thể hơn. Đây là món canh chua cá căng. Giờ mình sẽ nếm thử xem là nó vừa chưa để mình có thể thiếu gia vị nào để cho vào trước khi múc ra bát.
vào bữa cơm. Vừa là ngon lắm mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị tắt bếp thôi. Nó chua chua ngọt ngọt của vị dứa, thơm thơm, có mùi vị cá biển. Ủa, rất là ngon, tuyệt vời. Chúc mọi người có những công thức nấu canh chua rất là ngon. Cuối cùng mình đã xong món canh chua cá căng, rất là ngon, thơm. Bây giờ mình để vào mâm để thưởng thức. Đấy, nó màu rất là đẹp, màu hơi vàng vàng của dứa, cà chua, rất là thơm mọi người. Ôi giờ nhìn là chỉ muốn ăn luôn thôi. Đây, món canh chua cá căng nhá, đã hoàn thành tất cả nguyên liệu, quy trình chế biến đã xong. Giờ vào quy trình thưởng thức món canh chua cá căng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của kênh Gia đình BBTV, để có những video nấu ăn rất là vui, ngon. Mong mọi người ủng hộ và đăng ký kênh và chia sẻ để mình có thể có những động lực làm những video tốt hơn, hay hơn, và có những đóng góp ý kiến để cho mình sửa và bổ sung vào video của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.